Hello. Rồi, tiếp tục lại Neon ha. Mình thì rất có duyên với Neon Colors. I really love the Neon Color. That's why all my clients, they want the Neon for this summer. Right. Thì đây là những cái màu I pick for color for this set. Right. Đó. Một bàn thì mình xài cái bàn này, cái bàn kia là cái hai người này. Rồi xong cái foil transfers. Some diamond rhinestone, how to do apply the diamond for last. Rồi, bây giờ thì mình xài cái sử dụng cái extra tip. Hi Huy, hello mọi người, hi Vinh. Pity, mò. Ok, and now ha, cái này là đã xong rồi. Bây giờ mình chạy thì bây giờ mình chạy cái cuticle một chút xíu. Chạy cái cuticle thì mình lấy cái đầu chạy cuticle, cái đầu bo thôi, nó nhỏ. Đó, đây là cái set của mình xài. Giờ mình chạy cái đầu bo. Hello mọi người, share giùm Alex nha. Mình đang liên hệ với lại hai người hôm qua để mình gửi cái phần quà khi mà mình livestream á. Và mình sẽ có một những cái phần quà nho nhỏ trong cái quá trình đó, thì Alex sẽ có những cái phần quà nho nhỏ để mình pick ra. I want to pick the one someone who share this the video and I will give the gift for some gift is a way gel for us. Rồi, to make the cuticle so even ha. Bây giờ mình mát nó, mình làm nó cho nó đẹp á, mình làm cho nó mát, cho nó tròn, nó đều chút xíu. Cái đầu bo này có một cái tiện như vậy đó, là mình sẽ làm nó đều, nó tròn ha, so even. Và hôm nay là mình sẽ có cái so really long nha. Gửi Sơn chuyển cho anh thì ok. Chà, từ anh đang like cái này rồi. Em ơi, không sao đâu, lát nữa về. Hai Tâm, 202 Queenstia, hello. 100 already. Rồi ha. Rồi mình chạy cái cuticle nè. Đó, chạy cuticle cho nó tròn chút xíu nè. Ha. Hai kiều Sally, kiều Sally nha. Yeah. Đó. Lát nữa cố gắng nha, mình làm cho nó đều, nó ok, nó đẹp một chút xíu thì nó ra cái form móng á, nó sẽ đẹp hơn. Hai Giovanni. Rồi, bây giờ mình sử dụng cái form là cái form cái extra long. Đó. Đây là cái form móng extra long ha. Đó. Đây là cái form mà Alex hay xài. Đối với những khách thích là long nail. Yeah, hai Elvin, hai Yến Vi. Rồi, bây giờ mình cái ngón này thì nó I'm sorry, can you move it? Sir? Thank you. Cái ngón này thì Alex chỉ chọn cái số, mình nghĩ là cái số này là này hơi nhỏ ha. Rồi mình xài cái số này là perfect. Rồi. Thấy không? Bỏ chút xíu super glue đi. Keo dán sắt á, cái dạng này là nó dán này, gọi là keo dán sắt luôn á. Hai Kiều Diễm. Rồi hai Cindy Cao. 150. Ok, and now ha, mình cứ bỏ vô từ từ vậy đó. Đó. Mình xem cái nào nó ok thì mình cứ việc làm thôi. Đó, đây là cái form móng nè. Đây là cái loại này thì mình Alex có 600 tip ha, thì vẫn là từ suốt không. This tip is included 600 tip from number 0 to number 9. And extra to refill number 4 and number 5. Today I will to make really really long nail. Because I love the long nail too, and my client too. Đó, đây là cái số này nó hơi to chút xíu rồi, nhưng mà không sao, mình đè mình bẹp nó xuống.
mình đè hai chiên chiên. Hello mọi người ha, hello. Thank you for watching, please share ha. Rồi mình sẽ tặng như những cái món quà của cái ngày share hôm nay là Alex sẽ tặng một cái mình sẽ lựa gì đó. Mình hiện tại Alex đang liên hệ với lại hai người để mình tặng cái món quà đó. Cái hai cái like về trước mình Alex hứa đó. Thì bây giờ still promise with you guys today for the gift. Please share and we'll give for you the gift today. Đó, hơi to ha, mình lựa cái nào hơi nhỏ lại chút xíu. Rồi. Yeah. Đó, mình đè nó xuống. Rồi, xong cái này ha. Đó. I think she just want to cut a little bit. Hai túng tô này khỏe em tèo. Rồi, mình đang sử dụng cái form là 600 tip nha. Rồi, cái glue này á, bộ này có design không em? Có em. Design tè le luôn. Design mà nó đó, gọi là tè le luôn á. Design cho nó vui nhà, vui cửa. Đó. Rồi ha. Đó, đây là cái móng extra long. Đây là cái box trong cái này. Mọi người nếu mà có liên hệ với lại Alex về bất cứ sản phẩm này hôm nay mà Alex làm á, thì mọi người có thể liên hệ giùm. Ai ở Việt Nam thì có thể liên hệ với lại gửi inbox cho Alex rồi Alex sẽ gửi cái. Bằng hình này đó con em. Skinny coffee vậy. Đó. Hòn anh vũ nha. Ở nhà cái này trá xin luôn đi. Rồi, thì khi mình dán cái tip xong rồi á, hai Leonie. Rồi, mình pha một chút xíu mình chạy nè. Đó, chạy sơ sơ ha, chạy sơ cái này. It's a good land for you. Perfect. Are you want longer? No. No. Bộ này dài nha mọi người, rất là dài á. Mình nghĩ nó sẽ công phu rất là nhiều ha. Hai anh Tuấn Kha. Đó, hôm nay là live stream về cái bộ rất là dài. Em muốn mua đầu mài, bên mình có chi nhánh ở Việt Nam. Hai chị Bình. Chi nhánh ở Việt Nam thì không có, nếu có thì để anh check cái tiền ship và thử nó rẻ không. Nếu mà rẻ thì anh gửi về cho. Thiệt tình như vậy luôn á. Tại nhiều bạn ở Việt Nam á cứ hỏi Alex là sao có bán không? Có đường đỏ không? Dạ, hai chị, hai Trần Thị Nga ha. Hello everyone. Rồi, bây giờ mình sẽ làm những cái màu nè. Hai bên. Màu đẹp ghê không? Can you move this? Yeah, thank you so much. Rồi. Ha. Đó, đây mình lựa hai cái màu. Đây là những cái màu rất là hot. Đây trong nằm trong cái collection ombre 123 colors ha. Đó. Rồi, và cũng như tương tự mọi ngày Alex sử dụng cái liquid EMA. Đổ vào fill vô. Rồi, một cái bút thần thánh. Đó, bút thần thánh đó.
bỏ vô ngâm ly quỳt trước cho nó rã đám ra. Ừ. Rồi sử dụng cái gel farmer. Because I show you the guys, someone here, how to do it. Uh-huh. Rồi bỏ cái này vào ha. Khi đó thì mình sẽ bỏ cái farmer nè, bỏ lên trên đây. Đó. Để mình làm lát nữa làm cái marble in một chút xíu ha. Quên hai cái màu này thì để mình làm cái màu trắng trước. Hai trăm Alex có coffin tip mua đâu vậy? Sự tình cờ đưa mình đến cái like này. Hai Trần Thị Nga. Rồi, Alex bán đó, cứ inbox cho Alex đi rồi tip và Alex sẽ gửi cái information cho. Rồi bây giờ thì cái design thì Alex sẽ chọn cái màu trắng, bởi vì trong cái design này nó có cái bông hoa thì cái background á, cái base của mình á là Alex sẽ chọn cái màu trắng và mình apply một chút xíu marble ink nè, rồi mình apply cái bông lên nha. Rồi bây giờ mình đắp cái màu trắng trước. Để lắp màu trắng thì Alex chọn cái số number 74 ha, 74. Không cần lấy nhiều, lấy vừa đủ. Mọi người thấy không vậy? Rồi tém ở đây, bởi vì móng dài thì mình bỏ chỗ ngay, mình vuốt xuống ngay khoảng 1/3 trước nè. Đó, vuốt nhẹ ha. Những cái màu Alex chọn thì những cái màu neon không à, bắt mắt không à. Mời trái phải chính giữa vuốt xuống để mình tạo một cái độ cong ha. Left right and the middle miss stray ha, the middle nó sẽ tự động nó sẽ stray. Rồi tới đây là mình ngưng. Thấy không, Hai Thùy ha, hello mọi người nha. Hello mọi người, thank you for watching. Excuse me. Rồi. Đó. Vuốt xuống. Vẫn lấy cái đây, tại vì móng dài thì Alex sẽ đắp từ 2 đến 3 cục, và chỗ này là ngay cái điểm nối nè. Làm sao cho nó đủ bột nha. Điểm nối thì mình vuốt xuống nè. Chút xíu liquid nè, chậm vào. Và Alex đang xài cái liquid là liquid EMA, no MMA ha, vuốt xuống nhẹ nhàng. Vuốt xuống để cho nó cover hết trái phải, mình vuốt cứ từ từ xuống gì đó thì tự động nó sẽ mịn, tự động nó sẽ smooth luôn. Bé này giống như đứa học nghề vậy trời, nhìn dễ sợ rồi. Đó. Hai chị Tammy, chị Trâm hả? Em đắp móng cứ hay bị cập xuống, làm cách nào để khắc phục anh? Cập xuống hả, là do cái cách mình gắn móng đó em. Rồi mình tém như đây, vuốt xuống ha, vuốt xuống rồi ha. Rồi tự động là nó sẽ không bị, không có chỗ nào lồi và lõm hết. Mình cứ làm theo cái cách Alex làm ha, là mọi người sẽ tự tin ha. Tự tin chiến thắng. Ok. Đó. Rồi mình để nghiêng một chút xíu nè. Thấy là so straight, so smooth không? Mình ví dụ mình cưng nó thì rất là dễ. Cái gì cũng vậy, khi mà mình cưng những cái nào á, mình có cái niềm thích á thì nó sẽ đẹp, nó làm ra lúc nào nó cũng sẽ đẹp hết. Thiệt sự luôn á, mọi người làm ví dụ để mà kiếm tiền thôi á thì hiếm lắm,
làm nhanh á, mình vội vàng á, rồi sẽ đôi lúc mình làm cho khách nó không có được vừa cái ý của mình. À, bởi vì hai cái món này á thì Alex làm cái hai cái món này Alex làm cái flower, cái transfoil đó, rồi chút xíu một cái marble ink, rồi vẽ vời một chút xíu gì đó. Mọi người thấy nó cụp, nó dỉnh lên một chút xíu không? À, hai hùng đó, hai anh hùng. Rồi đây, mình cứ tự nhiên đi, it doesn't matter ha. Đó, rồi mình vuốt nhẹ xuống ngay khúc này là tự động nó sẽ về quỹ đạo thôi. Đó, thấy không, vuốt xuống cọ, thì cái cọ mà Alex đang xài á thì không cần phải bàn cãi luôn. Rồi, thank you mọi người, thank you for watching. Rồi mình đắp thêm cục nhỏ nhẹ nữa nè. Cứ làm theo cái cách này thì cái móng có dài đi chăng nữa thì cũng không có thành vấn đề không. Rồi mình đắp, mình ngay chừa ngay cuticle một chút xíu thôi nha. Mình chừa cũng được mà mình không chừa cũng được, tại lát nữa mình vũ thì cho nó dễ thôi chứ không là gì hết. Thì mình chừa thế nữa cho thì nó sẽ dễ làm, mà không chừa thì nó không có dễ làm, dễ vũa ngay cái cuticle. Rồi mọi người nhìn không, nó sẽ bị lõm một chút xíu nè, cố gắng bỏ vào hai Henry tém lên, tém vô. Nó bị lõm thì mình phải chỉnh sửa liền nha mọi người, đừng có để như vậy rồi mình không chỉnh sửa thì sẽ tạo một cái thói quen. Mình tạo một cái thói quen rồi đó, là mình thấy cái mà mình sai á, là mình không có sửa thì nó sẽ nó ra hư bột, hư đường hết. Mọi người thấy Alex là lấy bột thường xuyên vậy đó, nhưng mà nó không có nhiều, nó chỉ là vừa đủ thôi. Vuốt xuống nha. Đó rồi, so straight, so smooth. Hai Phước, rồi bên đây vẫn vậy. Harry, sáng giờ có khách chưa em? Chà, dính cọ nè, it's ok ha. Vuốt nó xuống, cọ này cọ lông chồn, nó có dính cách mấy nó cũng gỡ ra được hết. Hai trường kéo xuống, trái phải top, trái phải chính giữa kéo, trái phải chính giữa kéo nè. Làm cho vui. Alex đang làm cái đẹp quá em sai nha. Yeah, thank you anh sai. Rồi vẫn để ở đây ngay điểm nối nè ha, vuốt xuống, tại vì mình nó đang bị lõm đó, mình lõm thì mình chỉnh sửa làm sao cho nó hết lõm, chứ không thôi nó vẫn lõm nữa là hơi bị mệt, lát nữa mình vũ đuối luôn á. Mọi người thấy không? Đó, rồi bỏ đây nè, ngay đây. Rồi, tém bên đây, tém xuống ha. Khi mình làm gì nó rất là gọn ha, móng nó sẽ thon gọn. Nó sẽ mình tiết kiệm được thời gian lát nữa, bởi vì Alex vũ rất là nhanh. Hai Huy, nó hơi mờ phải không ta? Đó, thấy không?
thì mình thấy nó hơi bị mờ, thiếu chỗ nào thì mình bồi đắp, thiếu chỗ nào thì Alex sẽ bồi và đắp chỗ đó, chứ không có để mình thấy đó là mình không có sửa được. Lát nữa để mình tiết kiệm cái thời gian là mình vũa thôi chứ không gì hết, chứ mọi người không sửa đó, lát nữa mọi người vũa nó cũng mệt. Sao nó tối vậy ta? Rồi, hai ngón này thì mình làm ở chỗ này. Đó, rồi xong. Tém qua, nhớ chùi cỏ cho nó sạch nha. It's burnt. Rồi mình cứ tém trái phải rồi mình vuốt thẳng xuống và chính giữa tự động nó sẽ khơ nha. Rồi. Hi Nick. Rồi, cũng bỏ đây nè ha. Làm nhanh cho gọn lẹ thôi. Vuốt xuống nè. Vuốt xuống cho nó đều. Vuốt xuống cho nó đều. Ok. Cứ càng vuốt thì nó càng đẹp thôi. Càng vuốt thì nó càng chuẩn, nó thẳng, cái móng á, cái form móng nó thẳng á. Và cái móng dài thì cái cách đắp nó sẽ khác với lại cái móng ngắn nữa. Và mình làm sao lát nữa cho nó thẳng, nó straight, cái móng nó sẽ đẹp hơn. Chứ mà mình không có làm được cái straight á thì nó sẽ, nó chỉ dày chỗ mỏng, chỗ dày chỗ mỏng. Rồi lát nữa mình vũa nó cũng hơi bị mệt. Và nhớ ngay cái điểm nối móng nha, phải có bột. Nếu không có bột thì nó cả một vấn đề, nó dễ bị gãy. Đó. Rồi. Xong hai màu. Bỏ cái bên cái này nó cứ bị mờ, sao thấy nó mờ nè. Rồi, giờ hai cái màu này thì mình sẽ chọn cái màu xanh và màu ok, that's good, rồi. Hello mọi người. Rồi, giờ vẫn đắp ha. Đắp thì mình đắp cái màu baby blue trước. Màu baby blue á thì sao? Cái màu này nó sẽ chảy hơn những cái mức độ bình thường. Đó, thì mình lấy vừa đủ. Ha, đó ha. Màu đẹp ghê không? Cái màu đây là màu baby blue, màu sky blue á. Mà rất là đẹp. Vuốt chút xíu nè. Tém trái phải. Bởi vì cái mình đang xài là cái liquid EMA. Mình đang xài là cái liquid EMA. Nên nó sẽ làm cái bột nó chảy. Nhưng mà cái chảy trong trường hợp này là nó chảy dẻo. Nó chảy cực kỳ dẻo. Mình cho tém cái này chút xíu nữa. Vuốt xuống.
vuốt xuống. Alex đang làm ombre nha. Tự nhiên mình có hai linh du. Rồi mình sử dụng cái màu neon nè lên làm ombre nè. Đó, hai màu thì tuyệt vời luôn. Hai màu này, two colors matching very good. It's blending very good luôn. Mọi người thấy không? Hai màu matching so good. Two colors is matching together. Hai nam. Rồi. Vẫn thắng hay thấy ha. Đó. Như vậy là perfect rồi ha. Nếu mà cho nó đẹp hơn chút xíu nữa nè. Đây. Vuốt cho nó xuống một chút xíu. Rồi nó sẽ khô vờ lên liền. I can put it on here. It's better. Đó. Rồi xong cái này á, thì mọi người cho một chút xíu glaze right here. Vuốt thẳng xuống. Rồi nó straight rồi ha. Khi mình nghiêng qua nó straight, nó đẹp rồi thì thôi ha. Bàn này thì Alex làm như vậy thôi. Màu baby blue nè ha. Kéo xuống. Có nhiều anh chị hỏi bên cái màu á sao mà nó bị marble, rồi nó màu nó bị cái đường line. Hãng nào cũng vậy hết. Tất cả cái màu nào cũng vậy hết. Quan trọng là do cách mình làm. Mình biết cách làm thì nó ra cái màu đẹp, mà biết không biết cách làm thì nó ra màu xấu. Và một phần nữa là do cái bột của mình ha. Cái bột của mình nếu mà nó ok, nó good marble, nó hai màu nó kiểu good á, dạng như mình control được á, thì cái nào đưa vô mình cũng sử dụng được hết nha. Còn mà cái màu cái hãng này hãng kia thì Alex không có ý kiến ha. Mình chỉ nói là hầu như những hãng nào cũng sẽ bị hai Tyler phù, hai hiền hí hửng. Ở gì đây ta? Bên kia đang là mấy giờ làm á? Bên đây hả? 2 giờ kém 10. Rồi. Ở đây Alex làm thêm nè ha. Để ở đây. Vuốt xuống. Chứ không thôi là nó sẽ bị, nó mà khô bột là sẽ vuốt không có được ha. Nói nó blending á, thì nó rất nhìn hai màu nó blending đẹp, nhưng mà khi mình làm á, nếu mà biết cách làm thì blending nó rất là đẹp. Nếu mà không á, blending nó khó lắm. Hai màu này nó nói vậy thôi, nhưng mà nó lại hơi khó một chút xíu. Tại hai cái màu nhìn nó nổi với nhau, nó không có tương đồng. Màu nó không có, gần như là không, nó blending rất là đẹp nhưng mà nó lại không tương đồng. Rồi nè, mình vuốt cho nó vuốt xuống nè, lấy clear mình vuốt xuống nè, tự động nó sẽ đẹp. Cố gắng làm sao mà ra cái màu nó sẽ đẹp, nó chuẩn. Hai Nancy hả? Hai Nancy Trần nè. Rồi. Đẹp không? Wow. Rồi nếu mà cho cái màu này khác một chút xíu nữa cũng ok ha.
mình không có còn mình bỏ lên đây nó hơi bị lát nữa nó vũ nó bị đuối á. Làm móng dài gì nhìn dị với mà cũng cực lắm nha, hai lưu hai mai rồi giờ mình đổi đi, mình đổi hai ngón ngón này lại với nhau. Đó mình vuốt nó vuốt xuống này đó, mọi người thấy không, không cần nhiều ha. Hôm nay thứ năm chắc là hôm nay lửa giờ chắc nó hơi bị màu này sắp hết rồi, xài quá trời xài. Đó. Vuốt xuống. Rồi bàn phẳng là ok rồi, hai bảo hai mi hai màu này lên nó mát đã đẹp lắm. Lên thì không phải nói luôn. Xuống nè. Bác view hôm hai màu mốt. Hai màu này coi nó mask rất là đẹp. Hai màu mask cực đẹp kinh luôn. Vuốt thẳng xuống hết đều rồi thôi. Giỏ này thích cái skinny coffin ha, mình làm cái skinny coffin có nó stray nó muốn rồi là ok. Xong một bàn. Rồi cái bàn này thì xong màu baby blue rồi thì mình chọn qua cái màu mình cất nó đi. Hai vỏ than bây giờ rồi mình lọn qua cái màu này. Chà, chà. Tell me. Oh, I know it. I'm sorry, baby. Đó, đây cái màu số 63 ha. Màu này nó là màu giống như cái màu cam mà nó cam. Đẹp kinh luôn.
không biết nói là cái màu gì luôn á. Pink orange, red orange. Hai màu quá đâu quá. Wow, cái màu này đẹp quá. Neon nè. Ồ, mấy cái màu hôm qua mình chưa có post lên nữa. 25 25 như Quỳnh ha. Chưa có post lên nữa. Nhút nhẹ xuống. Rồi bây giờ mình cho cái màu pink nè. Chà. Quá đẹp. Chà, hay Rich Lee. Rồi mình nhìn nghiêng nha, nhìn nghiêng xong rồi bây giờ mình nhìn thẳng cái nó thiếu gì không thì mình đắp ở chỗ đó. Mình thiếu thì mình đắp, mình thiếu thì mình đắp ha. Đó. Rồi đắp xuống, neon kéo xuống. Đó. Straight rồi đúng không? Straight rồi thì thôi, không cần liên quan nhiều. Rồi vẫn làm gì, mình làm cái màu pink trước đi. Làm cái màu pink. Hai nhi. Chà, quá đẹp. Bột thì cực kỳ dẻo luôn mọi người ơi. Đẹp quá. Yes. Màu đẹp quá anh. Yeah. Đẹp kinh khủng luôn á. Màu quá đẹp luôn ha mọi người ha. Lên cái mọi người nhớ giùm share giùm Alex ha. Share giùm mà. Kéo nó xuống nè. Double clear nè ha, mình kéo nó xuống cho nó đều, nó khoảng cái là nó sẽ đẹp. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái ngược lại, vẫn là màu cam ở dưới. Màu số 63 này là màu số 76 này đẹp. Tém nó vô. Tém nó vô, thấy nó nhiều ha. Tém vuốt đè nó xuống nè.
Đó, kéo xuống. Cho này chút xíu nữa nha. Ừ. Không cao siêu, không gì hết. Đó, mình chỉ làm theo cái mức độ của giới hạn của mỗi người thôi ha. Mọi người cứ làm theo cái cách mà mọi người làm. Rút xuống, it's okay. Móng nó hơi dài, phải hơi dài nữa mà cực kỳ dài luôn nha. Đó là mọi người phải làm sao cho nó last, cái độ last của mọi người á, có. Chứ không thôi là cái móng mà nó dài, không nó không có cái bột á, nó đi nó dễ bị gãy lắm, cực kỳ dễ bị gãy. Yeah. Đây kéo xuống, đây vuốt xuống ha. Đó. Đó, kéo xuống trái phải. Rồi, chịu khó mình vuốt xuống chút xíu nè. Thì want a skinny coffin thì mình tém cho nó vô chút xíu. Tùy theo cái mức độ khách hàng yêu cầu mà mình làm nha mọi người. Rồi. Xong cọ ha. Không. Khi mình làm á, sau cái cọ có xong á, Bernalette làm bộ bột full đá một ngón giá bao nhiêu tiền Việt Nam hả? Việt Nam bây giờ cái so sánh cái tiền Việt Nam nó cũng hơi bị khó đó em. Nó full đá thì 10, 15, 20 tùy theo nữa. Chứ không phải là cái nào nó cũng vậy hết. Tùy theo móng ngắn, móng dài, móng như thế nào nữa. Hai Emmy Hiền. Đó, từ nãy giờ Alex xài là những cái màu của quay không ha. Đây là những cái màu mà Alex xài. Cắt à. Cắt xếp sao cho chuẩn hả? Cắt xếp Alex cho em hỏi cái cắt xếp sao cho chuẩn. Cắt xếp sao cho chuẩn. Cái này mình muốn cắt cái loại gì? Có nghĩa là mình cắt theo cái loại coffin sladdle square hay là mà hiện tại bây giờ dễ lắm, nó có cái form cái tip sẵn rồi, nên mọi người cứ mua về mọi người xài hết là ok rồi ha. Thế Alex nghĩ cái này như vậy. Trời ơi sao mà ngắn quá vậy, đẹp không? Đó, ngắn quá luôn đúng không? Someone say it's really short. It's short. Yeah. Need your nail longer. Oh. Next time. I never had them this long. Oh. You do longer? Yeah. Oh, goodness. Emmy, you heard? Next time she's gonna make it longer. Hi, Huy. Để nó thẳng này, thẳng thì nó sẽ thẳng ha.
mình vũ cho nó thẳng dưới đây trước, nó hãy lúc đó hãy tính tiếp nha. Móng dài nó sẽ hơi khó một chút xíu cho mọi người. Chào anh, chào tiên, tiên tử. Này vũ. Vũ thì để thẳng cho Alex. Cái gì cũng vậy, để thẳng vũ nha. Cứ vũ tạm trước rồi mình chạy máy, rồi lát nữa mình vũ sau. Vũ thêm một lần nữa để mình tạo một cái form đã. Không biết hôm nay có đến chưa mà Jack and Jack không được not yet in system. Ồ, để lát nữa Alex check thử nha. Cái Alex gửi là cái USBS nha chị em chị em mì hay Alex Lê hay ho. Rồi chất gì lạ gì nè đây đó đây đó. Thôi lát nữa vũ sao cũng được, tay nó hơi lụm tụm rồi. Vũ cứ vũ gì đó, vũ vũ từ từ. I love them already. I said I love them already. Oh, thank you. Hi, Chris. Sáng giờ hốt bao nhiêu con rồi? Vũ ở dưới hả anh? Vũ ở dưới và vũ ở trên em à? Mình vũ ở dưới cho nó bay, nó thấy nó stray nè, em thấy không, khi mình đắp là nó không có stray như vậy ha. Đó bây giờ nó bay nó thẳng, cái móc của mình còn cần vũ cần đi. Mm-hmm.
Yeah, cool. Oh, thank you. Rồi. Mình cứ tạm thời là như vậy đi ha. Thôi giờ mình sử dụng cái đầu khiêu đi cô mình chạy. Đây. Đây là cái đầu khiêu đi cô mình chạy, chỉ chạy cái khiêu đi cô thôi. Ừ. Chạy banh nóc luôn nha, dặn hết tốc độ. Khi mà mình đắp mà đều rồi đó thì chạy khi cô giống như mình chạy là chạy cho có chạy thôi. Dễ như ha, chạy banh nóc luôn. Dễ như bành nó ra chút xíu rồi mình chạy thôi. Đó, đây là cách mình chạy khi đi cô. Nó đều lắm, cái tròn nó đều, nó đẹp lắm. Ha. Khi mình chạy vậy nó, chứ nó đều, nó tròn, nó đẹp lắm. Nó bành ra ha. Con nhỏ này nó rảnh nè, qua gọi với nó qua nó làm cho rồi. Nó hẹn 4 giờ cho chuyển 3 giờ. Ừ. Mình bành nó ra. Chạy cho nó tròn đều đẹp à. It's not cut. Yeah. Good. Một bộ về anh làm khoảng bao nhiêu phút à? Tùy em. Tiếng, tiếng rưỡi, hai tiếng. Làm trên live thì mình sẽ làm chậm hơn. Làm bình thường thì nó sẽ nhanh hơn chút xíu, đôi khi cũng chậm hơn trên live nữa. Trên live mình lại mất nhiều thời gian, đôi lúc mình sẽ làm nhanh nữa. Trên live thì lúc thì có nhiều cái nó mình rút ngắn được. Rồi. Lấy cái đầu này chạy ở dưới. Tai mới lên bên hai màu. Ờ, xúc thế mà. Quan trọng khách nó thích là ok nè.
chạy ở dưới ha, cái lượt mình chạy ra. Rồi bây giờ mình mới mỗi lần đi dưới móng vậy em sợ bể. Thằng này dưới móng sợ bể hả? Do mình đắp mạnh, đắp mỏng hay là mình đắp như thế nào em? Rồi đi chạy cái đường. Chạy smooth nè. Chạy cho nó ok nhất. Hai thử. Chủ lẹ nó còn bị sai nữa phải không? Hả? Chạy thì vậy thôi, đơn giản. Nếu mà chạy mình vẫn còn thấy gì chú vũ lõm á, lát nữa mình lấy vũ mình vũ lại một chút xíu nữa. Chứ mà cái móng này thì thấy ở chụp lên á thì nó đẹp á, nhưng mà nghiêng cái bộ móng lại. Đó. Ai chụp bề mặt nổi chứ, họ đâu có chụp bề mặt lỗi đâu, đúng không? Bề mặt nổi thôi, lúc nào cũng đẹp.
giờ mình mới vũ lại. Gì này, tí này. Hút lấy nó miếng nó mới qua được. Lát nữa bộ này phải trên 150 quá. Cài lên. Hai mi. Vỡ, vỡ bầu chưa mi? Ồ, vỡ bầu rồi đúng không? Nãy giờ để mình duỗi vậy nè, để cho nó thẳng, nó straight lên. Móng dài nó nhiều cái nó nói gì nói nó hơi bị khó nha. Kỹ thuật nó nhiều hơn là móng ngắn, nhưng mà móng dài thì nó duỗi nó làm móng sẽ nó đẹp hơn. Chứ không để nó thấy nó lồi lõm nhìn ghê lắm. Tại bộ này mình lấy tiền nhiều chứ không có ít ha. Tiền chắc 150 trở lên rồi đó. Đúng rồi em. Tắt ly rồi khi mình canh không có chuẩn. Mình canh không có chuẩn thì nó sẽ bị lõm thôi. Mình lõm thì mình phải sửa nha mọi người. Đừng lõm rồi thấy đó là bỏ nha. Giờ nó là perfect luôn rồi. Canh nó cho nó chuẩn một chút xíu ha. Thank you.
No, no, no. Just relax, just relax. Vũ là phải cho nó đẹp, còn không vũ thì gì? Nếu mình vũ bộ vũ vội vàng á thì nó khác, mình vũ mà có mình thời gian á thì mà nên vũ khác. Chứ mà mình chạy, ví dụ mình có mình chạy khách thì nó khó, nó khác. Ví dụ mình làm khách hẹn thì nó lại nghe một cái khía cạnh khác nữa. Đâu có cho số điện thoại mà nó gọi chứ này hoài vậy đó. Sửa hết rồi. Lại mà con im quá. Xong cái khúc vũ rồi nè. Chuẩn bị qua design thôi chứ không là mọi người đi. Cái khúc vũ là khúc mệt nhất. Để ra được cái bộ món mà đẹp là theo cái ý của mình á, rất là khó. Đắp bột là một chuyện rồi đúng không? Mà vũ còn là nó là một chuyện nữa. I'm gonna have to go back when you come. Will you be there? It's gonna be me, you.
Wear basketball shorts, wear nothing, I don't care. There's like a, I'm not telling you anything else. Okay, we'll wash your hands. No. Mọi thứ thì gần như là xong rồi ha. Khúc vũ nữa cũng lơ lơ quá. Rồi xong. Rồi bây giờ nè, đây là cái flower Alexis sử dụng cái này ha. Đây là những cái flower khác nữa mình sẽ xài. Trước khi làm cái đó thì mình clean đó. Đó, bây giờ mình chùi, mình clean ha. Rồi, chuẩn bị sắp xong ha. Almost done, ok.
Rồi, và cái bông thì mình nhắm cái điểm mà mình sẽ chọn những cái bông nào ha. Và cái ví dụ những cái bông như thế này nè, sẽ lựa cái điểm nào mình cần đi ha. Đây là cái bông, cái màu hồng thì màu xanh thì nó chơi cái khác. Nên là mình cho nó nghiêng ngay chút xíu. Đó, mình để nghiêng này coi thử nó có phu cái móng ở đây không. Thì bây giờ mình sơn cái đó, mình cái này. Rồi. Thì bây giờ ok, bây giờ mình sơn cái bling gel ha. Giờ mình cái bling gel là cái dành cho cái foil transfer. Đó, bây giờ mình sơn cái này lên đây chút xíu nè. Mình sơn cái chỗ nào mình cần thôi. Rồi mình sơn cái điểm nào. Đó, mình sơn cái bling foil lên đây nha. Sơn cái bling gel á, bling foil transfer đó, mình sơn như một cái điểm. À, móng đây này chắc không làm được vì ghê quá, có thấy đẹp gì đâu, không hiểu nổi luôn. Ồ, hai chị Jenny Dung Vu. Dạ chị, không sao. Chị nói chung là người ta làm được, mình làm không được nên người ta làm mà. Đâu gì đâu. Tại vì đôi khi người ta quen cái móng dài rồi đó chị, thì người ta vẫn làm được bình thường. Còn mình làm không được thì mới gọi là chuyện bất thường nha. Mới là ok. Mỗi người nó có một cái đặc trưng riêng thôi. Check out please. Mỗi người nó có một cái sự khác biệt riêng. Ví dụ như chị Jenny Dương Vũ thì nó cũng có một sự khác biệt riêng. Đó vậy á. Nên đâu ai giống ai đâu. Ví dụ như cái khuôn mặt của mình nó đâu có giống những người khác, đúng không? Hai Thu khỏe không? Từ người quen để móng ngắn người ta không quen á. Tùy người quen, đúng rồi em. Ví dụ người ta quen móng dài thì người ta làm theo móng dài, mà người ta quen móng ngắn thì người ta để theo móng ngắn. Mình đâu có thể bắt ép buộc người ta đâu mà mình, đúng không? Check out. Rồi. Bây giờ mình làm ở đây ha. Mình để mình có cái foil transfer, mình để cái móng nó vừa đủ trên đây không. Nếu mà cái móng nó vừa đủ thì ok. Cái tay nhỏ này, excuse me. Almost done. Ok. But you don't do for me a favor. When I do it, I can it, you know. Đó. Rồi mình để nghiêng qua đây nè. Đó. Đây là cái foil transfer ha. Ấn lên. Thay vì mình vẽ thì mình không có vẽ. Hi Kiki. Đó, rồi mình cứ ấn lên foil transfer. Đây là cái màu, cái bling. Đây là cái mùa. Rồi thì nó sẽ tự động nó ra hết. Đó. Thấy không? Mình nhất thiết là mình không có phải vẽ gì nhiều. Rồi móng bên đây thì mình sẽ cũng cho một cái màu là cái màu này ha. Tại mình lựa cái màu nó gần giống với lại cái color mà mình đang làm. Almost done, ok. Mình đã nghiêng.
Nói gì nói chứ khi mà mình lựa một cái màu nào đó, mình lựa một cái trang, một cái design nào đó thì nó cũng hơi khó, nó phải lựa cho nó match với lại cái design, cái móng người ta có ha. Đó. Bàn bên kia thì cái màu đỏ ha, thì mình lựa theo cái màu đỏ. You hot. Sao? Đó. Thấy không? Thì bây giờ cái trên đây nó có một chút xíu này nè. Thì Alex sẽ cho thêm trên đây một chút xíu đi. Tại vì nó còn dưới đây. Cho nó khô vừa hết ở trên củ này. Không biết nó còn ăn hay không. Hopefully that's good, yes. Right. Thank you for doing me a favor. Rồi, bây giờ mình lấy chọn cái này. Phải cùng thông. Đúng rồi, chính xác. Chứ mà vô lửa màu nó khác, nó đâu có cùng cái thông, cái tông đâu, thì mình nên nó cũng hơi bị ngượng. Rồi. Đây. Đây là cái màu mà Alex sẽ chọn, đây là cái bông. Đó. Đè mạnh xuống. Nó cùng cái tông ha. Nó màu nó có cùng cái tone đó. Mình cùng cái tông, cái màu color, cái màu flower flower á. Nó cùng cái tông thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đây thì Alex sẽ cho cái cùng tông này luôn. Yes. Look easy, but it's not. Rồi, cái đó là xong. Cho nó nhẹ nhàng ở đây thì để nó cùng một cái tông màu đó, đó mình cho thêm. Đấy là do quan trọng là do mình. Rồi, xếp lại. Đây là purple flower. Rất là easy ha. Quan trọng là cái khi mà mọi người chọn cho mình cái bling gel á, cái gọi là cái bên quay á, thì có một cái bling gel. Quan trọng là mọi người chọn một cái loại foil transfer á, nó gớt. Thì mọi người ịn ra, nó ịn thì mình nó thì ịn đúng rồi thì nó sẽ ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ. Rồi, thì tiếp tục chương trình thì mình sẽ dùng cái mask nha, cái mask. Về design thì Alex rất là thích cái mask. Cái mask thì rất là đẹp ha. Hi Vincent. Sơn cái mask lên. Nãy giờ chỉ có bé tiên tử là hiểu ý thôi. Đó, sơn cái mask lên để mình làm design chút xíu thôi chứ không có gì hết trơn á. Rồi đai mình tùm lum hết lên. Hai cường.
Đó. 2 ly chapote. Sữa. Sau đếp phần nữa. Em là Việt Nam, chủ không được đẹp như anh. Mà làm không to. Đây, móng mát ra ha. Đó, chưa thì nó ra rất là đẹp rồi. Thì bây giờ vẫn chọn những cái màu, cái tông nó giống như vậy. Thì mình sẽ cố gắng ha. Bây giờ mình chọn, mình ngược chút xíu cái marble thì nó cho ngược chút xíu, xíu đi. Ha. Chứ không thôi là nó sẽ bị loãng cái màu ha. Đây là cái set neon. Neon neon cái marble ink luôn. Đó. Tất cả những ngày hôm nay là sử dụng đều là neon cho hợp với em ấy luôn. Đó. Đúng không? Chạm qua đây để cho cái màu nó sẽ đẹp hơn chút xíu. Đó. Ở trên nó có bông rồi, ta chạy tay dính tầm lâm ha ha. Ừ, thấy không? Ở đây cũng vậy, chậm chút xíu. Dạ. Rồi. Chỉ vậy mà chậm thôi, hồn loan hủ anh. Tại đang design theo cái style nó, style neon đó, cho nó vô một cái style nó. Use your phone. You can use your phone. Yeah, yeah, right there. But I'm for design for this time. Hả? Sơn top lì rồi, dùng cồn loan hay sao vậy anh? Em muốn dùng như thế nào cũng được, không sao em ha. Quan trọng là mình create, giống như mình sáng tạo ra. Ha. Như mình dùng cái nào nó cũng không xi nhê gì hết ha. Tại vì cho hai cái màu đó cho nó mask với lại bên đây một chút xíu á thì nó sẽ có cho nó hơi mask chút xíu. Rồi, cố gắng, tại vì nó có một cái điểm đẩy lên này, cho nó kéo xuống này, để cho nó có cái đường line ha. Trời sao? Rồi. Nhìn như thiệt luôn ha. Đó, hai màu đẹp quá. So good. Rồi, bây giờ màu ở đây thì mình sẽ chuộng cái màu xanh nhiều hơn ha. Mình chuộng cái màu xanh nhiều hơn là cái màu hồng nha, tại vì cho nó mask với lại cái design á. Ừ.
focus vô cái màu xanh đúng không? Bên cái bên đây hoa phôi hay không? Da yeah, ông hoa phôi đó. Bây giờ mình đi, để lát nữa mình sẽ vẽ một cái đường design mạnh. Hôm nay là cái được thỏa sức cái sự làm ha, khách làm sao cũng được thì ok, work chơi chơi liền. Anh ơi đi cỡ nét nâu sẽ nét hơn á. Ừ kẹo nét nâu hả, cái nào cũng được em. Giờ mình chỉ đẩy lên ha. Cho chút xíu cơ mà. Ở Việt Nam nó xài nhiều cỏ lắm. Bột neon anh có bán không anh? Cỏ luôn ha. Cái nào cũng chơi hết trơn với chị Thúy. Tại nói gì nói chứ Alex không có chuyên về vẽ. Này mình chỉ làm theo cái gì mình thích mình làm thôi, chứ không có chuyên về vẽ lắm. Nên mọi người cứ comments góp ý là very good luôn. Anh cho số điện thoại để mua bột anh. Test trên cái message là được rồi chị ha. Rồi khi nào nếu mà mình chốt deal thì có thể mình inbox xong cái số điện thoại của mua số ok. Em like trên Facebook mà, có cái gì test cho em trên cái Facebook là ok rồi. Rồi. Nhớ gửi bản màu em quay bột cho tôi trong inbox nha. Ok. Đó, đây là cái set này, set ombre không đúng không? Rồi, bây giờ xong cái màu đó. Giờ xong cái này thì bây giờ mình làm phút cuối cùng nữa là mình xong là diamond. Cái này xong nên thì cho apply một lớp nữa, tại vì mình đang chủ đạo là cái màu mát nha. Mình đang xài cái mát. Ok, last one. Nổi quá trời. Tại vì khách nó vô nói tao muốn thiệt là nổi mà. Diamond.
2 tháng. Sáng giờ có khách chưa? Almost done, almost done. You enjoy it? Sure. Don't look here, but when I do, you, it's okay. Just a miss is for her. Đó. Nhiều đá đẹp quá đó. Ơi, ừ đúng rồi. Chơi lại mấy cái tụi này là mình phải vậy thôi. Chứ không đâu có lấy được tiền đâu. Khó lấy tiền lắm. Nên bởi vậy á ha. Đã. Nói mà lấy tiền không, it's okay, just relax, you can put in here, it's okay, that's good, right? Yeah. Okay. Cái này thì bởi vì mình gắn theo cái kiểu mà chậm tới đâu gắn tới đó thì nó sẽ đẹp hơn nhiều ha. Chậm thì đâu gắn tới đó nha. Yes. Đó thì mình gắn vậy thôi, gắn được từ từ vậy nè. Cho nó cái cùng tông là nó sẽ đẹp. Cái này mình like đúng thực tế rồi. Like đúng thực tế để mình like luôn á.
another one on foot. Oh, that's my Dewey. Matter of fact, we went in Dewey. So we go on Dewey. Rất là nổi ha. Bây giờ những cái màu như thế này nó rất là nổi, thì bây giờ mình cũng cố gắng để mình làm cho nó nổi thì là nổi luôn. Nó đã nổi rồi mà mình chìm thì nó cũng kỳ. Giờ mình quốc cho nó nổi luôn. Đó. Chứ cái móng này mình nổi quá thì nó không có được đẹp. Hai sơn hoàng. Chậm tới đâu gắn tới đó. Tới đâu gắn tới đó, hai anh cạm đừng lái á. I love it. Hey. How are you? Good. I got a appointment after. No. Chạy máy trước đi. Anh sắp xong nên làm cho nó nhanh. Okay. Wait, let me go turn my car without seeing. Okay. Let me go turn the car. Ooh, I like that, Alex. Those are cute. Let me see. Ooh. Let me go turn the car. Hi Jenny Lê. Cái này về diamond, tại diamond nó sáng lắm, cực kỳ sáng ha. Cái set của diamond Alex mà khi mình làm nó sáng quá, mà mình gắn rồi nó bị khô vờ lên á thì nó sẽ không có được đẹp nha. Cố gắng làm sao mà nó vừa đủ nhất, nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Today I clean you out and hook you up too, right? I hook you up already and for now I clean you out. Chạy máy nó xíu kia. Xong là vừa. Đó, đây là cái set diamond. Alex thì có hai set. Set diamond đẹp quá hả? Bột gì vậy? Jenny. Hộp tím hợp lý ghê.
thank you nha. Cái nào hộp hộp tím nào? Cái này hộp rainbow. Tại thiệt sự là hôm nay mình rảnh rỗi nên mình làm chậm chậm. Đó. Chứ không thôi nãy giờ cũng xong từ nãy đến giờ rồi. Chứ không có muốn để mình làm thiệt là lâu ha. Thấy không? Thấy mình chậm không? Diamond nó vẫn stay on đây nè. Cho nó chút xíu ở đây. Hai bên để mình gắn cái hộp nho nhỏ ha. Gắn hộp nhỏ ở đây. Chú trẻ tuyệt vời luôn quá cưng. Rồi cái này thì làm sao ta? Không xong rồi thì mình cho cái hộp dài đi. Gì nè, thấy tiên tử là cái style của tiên tử là very good luôn nha. Ok, put in. Rồi, bây giờ mình chuyển qua cái style bên đây. Style bên đây thì nó cũng vẫn là cái hộp đó thôi. Bây giờ mình cho cái hộp trắng. Đó. Màu đẹp quá không? Cực kỳ đẹp. Style hôm nay thì mình cho màu trắng. Cái đai mình này á thì mình bao cái độ sáng luôn ha. Hello from France. Hello Tony. Yeah, hello anh. Hello mọi người ha. Thank you for watching nha. Mình cứ chậm chậm mà mình làm thôi. Đó. Tại vì cái bộ móng, tùy theo cái bộ móng mà mình làm nó sẽ như thế nào. Đó. Hello, thank you. Nhìn cô đây hiên. It's okay. It's okay. Good job. Chậm chậm thôi. You have time for me, right? Yeah, so good. Okay, we can do that. What's your name? Alexis? Okay. Okay, I put it at 1 o'clock, you said Friday, right? Okay. That's in tomorrow. Okay. Right now, is who available to take it? For her, she's lần đầu tiên em xem gần hết like. Dễ sợ ha. Ok không em Tiên? Tiên tử ơi. Thank you em gái. Tại cái like này thì nói chung không có bao nhiêu hết. Xuống dưới đây. Rồi. Từ ha. Mình sẽ trộn cái này qua bên đây một chút xíu.
thực sự là cũng không biết làm gì, nó nhìn vô làm đại làm thí thôi chứ không có gì hết. Chạm nhỏ, tại vì có lớn có nhỏ thì nó sẽ, mình nghĩ nó sẽ ok hơn. Có lớn có nhỏ thì nó, mình nghĩ nó sẽ mọi thứ nó sẽ ổn. Chả biết nhỏ này lấy cũng đứa trả tiền hôm nay. Đèn gắn cho cố vô rồi lát nữa nó không trả tiền cũng hơi bị mệt đó nha mọi người. Kêu đính đá nhiều gì vậy, xem học hỏi. Form đẹp là trang trí sao cũng đẹp, form chiếm 80% rồi, chính xác luôn đó. Đúng rồi em. Form đẹp là trang trí sao cũng đẹp, cái đó anh đồng ý đó em. Thank you. Almost done, almost done. Just want to make a beautiful one. You see, I take time to put one on one. You know, I'm done already. It's for real. Okay, that's really nice. Cái này thì Alex sẽ cho cái này lên đây. You work your nail? Dán cho cố rồi nó nói không đủ tiền. Đại Cali. Bởi vậy mấy bạn cứ vậy hoài. Vậy mà lát nữa là bao nhiêu nó cũng trả hết trơn ông ơi. Nó không trả mới là lạ đó. Thấy không? Mình take time, mình làm từng cái nó lãng lỡ lòng nào mà nó không trả cho mình. Tùy theo bộ hỏi như sao, lý do tại sao mà có một bộ móng mà ra 2-3 tiếng đồng hồ. Một bộ móng thì chỉ có 15-20 phút. Đó. Nên sao một bộ móng mà nó như vậy. Nói chung mệt chứ, hồi nãy giờ mệt. Nói nhiều quá trời. Nói quá trời nói. Rồi. Kêu đến đá hiệu gì vậy hả? Dạ. Bộ này khoảng bao nhiêu vậy em? Không trả thì đừng nói là tháo ra nha. Ok. Treo đính đá hiệu về gì vậy hả? Treo đính đá hiệu của em. Treo đính đá hiệu của Alex đó. Rồi cái này thì đơn giản thôi. Nếu mà cho nhiều quá thì nó không đẹp. Thấy là nó super busy rồi đó. Ồ, cái hình vuông này lên đẹp ạ. Thôi chơi hình này đi. Mình chơi hình này đi ha. Chuẩn luôn. Hình này là chuẩn luôn. Không đủ tiền tháo hộp sòn ra bớt. Bộ này chắc lấy 200, nãy kêu lấy 150, giờ lấy 200 á. Đó. Put it for me. Yes, I don't want it smooth in this nail. Oh my god, so beautiful. I don't think you can do anything for this nail. You got that so beautiful. I love the neon color. I really love it. This one. Yes, almost. Không đủ tiền tháo hộp sòn đâu đó. Cái hộp của mình là cái hộp
Rồi mọi người cần gì cứ nói Alex một tiếng thôi ha. Đấy. You did that. Yes. What's up? Okay. Rồi ha, xong một bộ móng. Nãy giờ cũng làm phiền mọi người rất là nhiều ha. Nhưng mà kệ, lỡ rồi. Làm thì cho nó đẹp luôn, không làm thì thôi. I need you putting together one more time. Khi mọi người cứ sử dụng cái gel đính đá đó, đây là mình không có cần cover top. Em chưa thấy anh top mà. Không cần top em. Gel đính đá mấy hấp cũng đính đầy hộp xoàn vậy. Mấy hấp à. Này coi nè ha. Bộ móng này thấy ok chưa? Trời ơi đẹp kinh vãi luôn. Beautiful. So good. Yeah, so good. Mình đi, mình không thích màu mè đây, mình làm nên mình còn thấy mình khoái nữa. Rồi bỏ chút xíu ha. Tại khi làm thì là cố gắng sao cho nó mask với nhau từng cái xuất sắc. Nhưng mà ở Việt Nam gọi nó màu này nó mọi nó màu màu mè đấy em. Time for picture ha. Rồi nhớ chét cho nó một chút xíu vậy đó. Đó mình đưa ra cho mọi người xem một bộ cuối cùng ha, trước khi mình tắt. Dáng cô khách này chắc đẹp lắm, thấy thon da. Rồi. Trời ơi, like một bộ này Alex mệt, mệt luôn á, thực sự rất là mệt. Dài, vũ đuối mà còn lên design kiểu này nữa. Nó really mệt. Đó, đây my customer. Si điệu đó, si điệu. Giờ này si điệu. Anh làm giống hệt Việt Nam luôn. Tại anh là người Việt Nam mà em. Không làm giống Việt Nam sao được. Đúng không? Làm là vậy. Ok, bye bye mọi người. See you. Mệt quá.